Anh em có thể nghe này, sau đó thì anh em mới cảm nhận nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào anh em. Hiện tại thì đơn vị em đang test những con vang số X12, còn lại ở bên cửa hàng em để gửi đi cho anh em. Dòng này là thời gian vừa qua thì rất là hot. Từ hôm em về đến nay em bán tính ra số lượng về vài trăm chiếc, khoảng 3 đến 400 chiếc trên thị trường rồi. Đó. Đơn vị em là một trong số những đơn vị nhập khẩu rất là nhiều dòng vang này. Đó. Hôm bữa mới về khoảng 300 chiếc nhưng hôm nay hiện tại cửa hàng chỉ còn được khoảng 30 chiếc thôi. Ở đây thì còn hai thùng là 10 này, một thùng là 15 này. 15 với chỗ này là khoảng 10 chiếc nữa. Đó là rơi vào tầm khoảng chưa đến 30 chiếc đâu anh em ạ. Đó. Model là EK880 X12 Pro. Đó, phiên bản đời mới cực kỳ chất. Anh em có thể xem qua linh kiện này, linh kiện dày đặc luôn. Tiếng con này thì rất là hay rồi. Hàng mới giá 4,3 triệu. Bảo hành chính hãng cho anh em tới 1 năm. Con này cổng quang đầy đủ luôn. Full tính năng chỉnh tay. Em có video chỉnh tay con vang này ở trên kênh của em rồi. Anh em nào mà cần chỉnh tay những dòng vang này, dòng vang X5, X6 này, X8, X10, S690 thì có thể vào xem chỉnh như nhau thôi, thông số như nhau hết. Đó. Đặc biệt là con này thì tiếng rất là hay, linh kiện nhiều. Đấy, mic A, mic B riêng biệt này, input 1, 2 này, center này, solar surround, có cả cáp đồng trục, có cả cổng quang, quạt tản nhiệt này, linh nguồn. Đợt này thì em về có hai màu, một là màu vàng, hai là màu đen. Đó. Model đều là EK880 nhá. Đợt này thì có điều khiển. Về đợt này có phải thêm điều khiển. Đó. Nên là anh em rất là thích. Cái điều khiển con này nó rất là hay. Em bóc ra một cái cho anh em. Anh em xem thử nhá. Bóc một cái là cho anh em xem cái điều khiển, chức năng của điều khiển con này nó rất là chất. Con này Echo gia đình thì rất là ngọt rồi. Tí nữa hát thử cho anh em nghe. Không hay không lấy tiền anh em luôn. Khi setup gửi đi cho anh em thì sẽ được cài đặt 4 mode. 4 mode nhé. 4 chế độ. Echo, Reverb, Echo, Reverb 0 và chế độ nghe nhạc nữa. Điều khiển con này thì nó có gọi 4 cái mode nhanh ở đây. 1, 2, 3, 4 này. Đó. Tăng giảm music này. Input này. Có hạ tông, tăng tông này. Anh em đang hát một bài, ví dụ như đang hát một bài là tông nam, anh em muốn hạ tông xuống tông nữ thì anh em có thể bấm vào đây. Ở đây có mic EQ này. Anh em có thể tăng giảm được bass, tăng giảm được chép, tăng giảm được mid của micro này. Đây, ở dưới đây thì có thể là tăng được bass của music này, tăng bass của chép. Đó, rất là dễ anh em ạ. Đấy. Ví dụ anh em muốn tăng bass nhạc lên thì anh em bấm đây. Giảm bass bấm đây, giảm mid bấm đây. Rất là tiện, rất là nhiều anh em thích con này. Mua vang số về nhưng có thể chỉnh được như kiểu âm ly luôn. Đó, mà đặc biệt là chống ú rất là tốt. Máy thì đi theo thì có một máy và một dây nguồn nhé, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Phần mềm thì em sẽ gửi link qua Zalo cho anh em. Đó. Ok. Rất là chất, mặt màu đen và mặt màu vàng. Đó, bây giờ thì sẽ vào test thử nhá. Con này thì em test mấy con này thì test toàn bộ là vào trong Sài Gòn hết. Anh em trong Sài Gòn rất là chuộng con này nhá. Chống hú tốt, dễ chỉnh, đi sâu, sự kiện rất là ok luôn. Và đặc biệt là anh em cho thuê loa kiểu kéo thì tuyệt vời, echo rất là nịnh giọng, dễ hát. Đó. Bây giờ thì sẽ vào. Đây đang đóng hàng gửi đi cho anh em này. X5 rồi. Dòng X thì bên đơn vị em bán rất là tốt, tại vì là bên đơn vị em là chuyên về dòng X. Nên là sẽ có những cái mode cài đặt Echo Reverb và những cái mode, cái file mode rất là hay. Anh em nào cần file mode thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em sẽ hỗ trợ tặng anh em những cái file mode mà bên em đã lưu sẵn rồi. Hôm nay thì em ngồi em rảnh rỗi em làm được cái mode X5 rồi. 4 mode và 4 mode của con X12 này, anh em nào cần thì liên hệ qua em nhé. Em sẽ hỗ trợ anh em. Ok, bây giờ sẽ vào cắm điện, nghe nhạc, hát thử xem chất âm nó như thế nào nhé. Em là một người hát bình thường thôi, hát không hay đâu. Nhưng mà khi mà qua cái con vang X5 này thì hát cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, rất là mượt mà, rất là dễ hát. Ok. Ok. Bây giờ thì mình sẽ vào mình test thử con này nhé. Hiện tại thì hàng đang đóng đi rất là nhiều gửi anh em đây. X5, X12 rồi các thể loại. Ngày nào cũng vài chục đơn đi cho anh em. Sáng giờ hôm nay thì có một mình em đóng rồi, không thì kịp được. Đó. Bây giờ thì sẽ test đơn giản thôi.
một bộ micro này, một con đẩy hai kênh này, và một con vang, thế thôi. Cắm vào test thử trực tiếp, thu âm trực tiếp bằng điện thoại cho anh em cùng nghe và trải nghiệm nhé. Anh em có thể nghe thử tiếng mic nhé. Hiện tại thì em đang sử dụng đằng sau là đôi loa PK12 mã mới nhất của DB, kết hợp với công suất và micro của DB này. Anh em có thể nghe nhé, tiếng mic rất là hay, echo rất là mượt. Khi em gửi cho anh em thì em sẽ cài cho anh 4 mode có trong bao gồm là một mode nghe nhạc này, một mode echo và reverb, một mode chuyên reverb và một mode là echo không, để cho những anh em nào mà hát yếu anh em có thể hát mode echo không thì nó sẽ rất là nịnh giọng và dễ hát. Anh em có thể đeo tai nghe và cảm nhận nhé. Mình là một người hát bình thường thôi, mình sẽ hát thử một bài cho anh em cùng nghe nhé. Alo, 6 7 7 1 1 2. Với cái mode echo này thì rất là dễ hát anh em ạ. 6 7 7 1 1 2. Bảo hành cho anh em 1 năm nhé. Còn anh em nào có nhu cầu mua thì cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho bên em nhé. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.